Diễn viên Ngọc Lan khiến dân tình sụp sôi trước thông tin sắp lên xe hoa lần hai. Sau nhiều năm kết thúc hôn nhân với chồng cũ Thanh Bình, cô thậm chí còn bị đồn là đang mang thai, khiến ai nghe được cũng phải hoang mang. Ngọc Lan là một trong những nữ diễn viên để lại dấu ấn trong lòng của nhiều khán giả khi tham gia nhiều phim ăn khách như Cổng Mặt Trời, Luật Trời. Hiện tại, ngoài việc bền bỉ hoạt động nghệ thuật, cô còn dành nhiều thời gian cho con trai cũng như công việc kinh doanh. Cô kết hôn với diễn viên Thanh Bình vào năm 2016. Đến tháng 11 năm 2019, cặp đôi bất ngờ công khai chuyện ly hôn sau 3 năm chung sống. Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Ngọc Lan có tin vui ở tuổi 39. Ngay sau đó, nữ diễn viên sinh năm 1985 lên tiếng đính chính trên trang cá nhân. Cụ thể, Ngọc Lan được nhiều khán giả quan tâm khi lên tiếng về chuyện có mang bầu lần thứ hai hay không. Cụ thể, bên dưới một bài đăng của nữ diễn viên, có người đã để lại bình luận: 10 người gặp anh, 10 người hỏi em đang có bầu phải không? Phản hồi câu hỏi này, Ngọc Lan hài hước cho biết, em mập á anh. Cụ thể, cô cho biết tin vui chính là con trai Louis giành được 2 huy chương đồng đầu tiên khi thi đấu thể thao. Kèm theo đó, Ngọc Lan phủ nhận tin lấy chồng đẻ con. Cũng mong một ngày không xa, Louis được nhắc đến với tên gọi vận động viên Louis. Lúc đó chắc sướng dữ lắm ạ. Muốn được vậy thì cũng mong môn badminton sẽ được phát triển nhiều hơn. Và mai mốt lớn biết đâu Louis mặc áo tuyển Việt Nam để đua trên đường đua quốc tế. Khúc đó mẹ Lan về hưu được rồi, cô cho hay. Vào tháng 5 năm 2024, Ngọc Lan cũng từng vướng nghi vấn có thai. Nguyên do vì nữ diễn viên để lộ khoảnh khắc vòng hai lùm lùm. Sau đó, vợ cũ Thanh Bình có ngay động thái làm rõ. Theo đó, cô tiết lộ đang bị tăng cân. Số ký hiện tại là 67kg nên ngoại hình có khác biệt so với lúc trước. Bên cạnh đó, Ngọc Lan còn trả lời thẳng thắn nghi vấn đang bầu. Tôi đang mập á chứ chưa chồng nên chưa có bầu được. Ngọc Lan ly hôn vào năm 2019, cô nhận chăm sóc con trai và không cần chồng cũ chu cấp. Tuy nhiên, nếu Thanh Bình muốn có thể gửi tiền vào một tài khoản, khi lớn lên bé Louis sẽ tự quản lý. Như nhiều cặp đôi đường ai nấy đi, Thanh Bình và Ngọc Lan đôi khi vẫn nhắc về đối phương. Trong một dịp trả lòng ở talk show, Thanh Bình hiếm hoi nhắc về cuộc hôn nhân tan vỡ. Tôi và Lan khi đến với nhau đều là những người trưởng thành và đều đủ chín chắn trong mọi quyết định của mình rồi. Nên khi nhận ra, cả hai không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau nữa. Chúng tôi đối thoại và vài tháng sau mới đường ai nấy đi. Một năm sau khi ly hôn, Ngọc Lan xác nhận đã viết di chúc để phân chia tài sản cho con trai. Bởi lẽ thời điểm đó cô bị bệnh, hai lần đi cấp cứu nên sợ viễn cảnh không may xảy ra thì cuộc sống nhấp tì sẽ bị ảnh hưởng. Cô cho hay, tôi muốn làm di chúc rõ ràng vì cuộc sống này khắc nghiệt lắm, mình không biết được ngày mai mình thế nào. Theo Ngọc Lan, đổ vỡ hôn nhân là bài học lớn giúp phụ nữ đúc kết cho mình nhiều kinh nghiệm. Chúng ta sẽ thận trọng hơn trong mọi vấn đề, rút ra được nhiều bài học qua những câu chuyện trước đây hơn. Và từ đó chúng ta sẽ dần sửa đổi, khắc phục những điểm mà trước đây mình không làm được, Ngọc Lan chia sẻ. Ngọc Lan thừa nhận lý do không muốn tái hôn cũng liên quan đến con trai. Tôi không thích ai sai con tôi. Khi về chung nhà, họ có thương con mình thì họ sẽ có sự dạy dỗ, nhưng tôi không thích điều đó. Nữ diễn viên từng cho biết, cô không quan trọng bạn trai phải giàu có mà chỉ thích người có học thức cao. Ngọc Lan tiết lộ, bạn trai cũ của cô ngày xưa chưa từng tặng món quà gì đắt tiền. Đến tận lúc chia tay, mới chỉ tặng cô duy nhất một bó hoa.